Cận kề ngày 8 tháng 3, chị Đoàn Thị Nguyệt tại thành phố Hồ Chí Minh lại tất bật say sưa với những tà áo dài truyền thống. Đây là những bộ áo dài đã qua sử dụng nhưng còn dùng tốt, được chị Nguyệt vận động quyên góp, từ đó sửa sang, giặt là để đem tặng những hoàn cảnh kém may mắn. Đi ra ngoài đường thì mình quan sát cuộc sống, mình thấy là có nhiều người có cái hoàn cảnh khó khăn, rất là yêu áo dài nhưng mà không có đủ điều kiện để sắm cho mình một cái áo dài mới. Cho nên là mình làm cái cầu nối để những cái chị em mà không sử dụng lại gửi trao tặng cho mình, thì mình lại gửi tặng lại những chị em, những cô gì có cái nhu cầu cần áo dài. Qua chương trình áo dài không đồng, ngoài việc tặng thì bất cứ ai cũng có thể đem chiếc áo dài của mình đến để đổi chiếc áo dài khác. Như vậy, vòng đời của sản phẩm sẽ được kéo dài, góp phần bảo vệ môi trường. Cũ người mới ta, gần một năm qua, hơn 300 chiếc áo dài đã được trao đi, lan tỏa niềm vui tới những người thực sự cần. Mà sau khi được cái áo dài đẹp thì rất là mừng, phấn khởi lắm. Thì cũng là cái nhân dịp để 8 tháng 3 để chị em chúng tôi có cái áo dài mặc, đi dự hội nghị họp vì cái ý nghĩa của 8 tháng 3. Có những gói hàng bưu kiện mà nhận từ Phú Quốc, từ Côn Đảo. Thật sự cầm gói hàng trên tay mà ở vùng xa xôi và gửi cho mình vài chiếc áo, mình thấy nó rất là ấm lòng, rất là quý. Cũng có những cô cầm đến tặng cho mình, nói rằng là áo này là áo kỷ vật của cô. Hồi xưa là cô chú cưới nhau, biết đến chương trình cho nên là cô mang đến đây cô tặng với một cái sự trân quý kỷ vật rất là nhiều năm. Những cái áo thậm chí nó lớn hơn cả tuổi của mình, nên mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Hướng tới ngày tôn vinh người phụ nữ, chương trình nhận được sự ủng hộ của đông đảo các chị em trong và ngoài thành phố, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, nâng tầm giá trị của tà áo dài truyền thống giữa nhịp sống xã hội hiện đại ngày nay.